xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã click vào video này của Mai nha. Hôm nay là đầu tháng 4, em sẽ hỗ trợ cập nhật giá xe cũng như là thủ tục trả góp rồi chương trình khuyến mãi bên em đang có cho mọi người cùng được tham khảo ha. Và hiện tại em sẽ quay ở clip này, em sẽ quay cho mọi người xem là những dòng của Satria Rider nha cả nhà. Satria Rider thì nói chung là những dòng đó nó cũng tương tự nhau, nên là em sẽ gộp quay lại cho mọi người trong một clip này luôn nha. Nếu như mà anh chị em mình có nhu cầu mua xe thì mọi người hãy liên hệ theo số điện thoại ghi dưới màn hình nha cả nhà, 0325 240 470 nha. Thì hiện tại bên em có rất là nhiều màu sơn 3D nha cả nhà. Màu zin thì của bên em vẫn còn, nhưng mà để muốn nổi bật hơn thì em đã lên sơn lên cho mọi người những dàn 3D đây, thì mọi người cùng tham khảo ha. Thì hiện tại em đang đứng ở trên này, còn bên cạnh em đây là màu xám cam nha cả nhà, xám cam nhé. Màu chủ đạo là màu xám và phối một số chi tiết tem bên hông nữa cả nhà, chữ F150 màu đen này và phối viền màu cam đồ nha mọi người. Thì nói chung là nó sẽ rất là hài hòa với nhau ha, mọi người yên tâm. Nếu như mà anh chị em muốn thay đổi một số chi tiết nào đó, mình có thể nhắn qua cho em sẽ hỗ trợ đổi cho mọi người nhé. Ví dụ như con ở đây mọi người có thể thay cho em là tên hay là ngày tháng năm sinh gì đó cũng được nha cả nhà. Đó. Hiện tại màu sơn 3D cho em đồng giá nhau luôn nha cả nhà là 45 triệu nhá. Em sẽ giảm cho mọi người 2 triệu. Khi mà mọi người có nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp qua cho em theo cái số hotline bên dưới màn hình nha cả nhà. Nếu mà mua góp á, mọi người chỉ cần trả trước cho bên em tầm khoảng từ 7 triệu thôi. Từ 7 triệu thôi là cả nhà mình đã có Satria Rider chạy rồi nha. Và mọi người cầm theo căn cước công dân gấp cho em là được nha cả nhà. Ở bên em thì hiện tại đang có 4 ngân hàng hỗ trợ mình trả góp. Nó sẽ có MB, HD, Home, FE nữa nha cả nhà. Thì nếu như mà anh chị muốn làm ngân hàng nào mình sẽ làm ngân hàng đó nhé. Rồi. Và mọi người bao cho em là yên tâm là cái xe màu gì thì mọi người sẽ ra cà vẹt là màu như vậy cho em nha. Em này là Rider nhá cả nhà, Rider. Nhưng mà anh chị em muốn Satria màu này cũng có nha cả nhà. Satria Rider thì nó cũng giống nhau thôi. Mọi người muốn màu nào thì em sẽ thiết kế tem làm lại như vậy cho mọi người nha. Rider màu vàng nha cả nhà, cục 45 luôn nhé, 45. Trên cà vẹt là vàng đen ha cả nhà. Em này là Rider màu xám cam này, cũng như con hồi nãy, cũng như con bên Satria hồi nãy, nhưng mà nó là chữ Rider nha cả nhà. Đó. Rider rồi Satria đỏ candy này mọi người, Satria đỏ candy, Rider đỏ candy nhé, 45 triệu. Nếu như mà anh chị em mình có liên hệ trước, Bạch Mai sẽ hỗ trợ giảm cho mọi người 2 triệu nữa, chỉ còn tầm khoảng là 43 thôi, rất là hợp lý ha cả nhà. Hiện tại thì bên em có chương trình là thu xe cũ đổi xe mới nữa nha cả nhà. Nếu như mà anh chị em mình đang chạy xe cũ mình chán rồi, mình có thể đưa qua đây em hỗ trợ thu cho cả nhà giá cao để cho mọi người mua xe mới với mức giá tốt nhất nha cả nhà, yên tâm ha. Và hiện tại em có còn chương trình ship xe nữa đó cả nhà, có chương trình ship xe nữa. Nếu như mà anh chị em đang coi video này mà mọi người ở xa, mọi người có thể nhắn trực tiếp qua cho em sẽ hỗ trợ ship xe cho mọi người với hình thức là mọi người mua tiền mặt nha. Còn mua trả góp thì làm phiền mọi người là phải trực tiếp đến cửa hàng em mới hỗ trợ cả nhà lên hồ sơ được. Nếu như mà đậu hồ sơ, mọi người có thể một là chạy về, hai là em có thể ship xe cho mọi người tận nhà nha. Chi tiết đó thì mọi người cứ nhắn trực tiếp qua Zalo cho em đi, em sẽ hỗ trợ mọi người kỹ hơn nhé. Rồi quay tiếp cho mọi người xem thêm vài màu ha cả nhà. Em chỉ quay sơ sơ qua thôi nha. Em điểm có màu nào thì em báo màu đó thôi. Màu xanh xi măng nha cả nhà, xanh xi măng. Đó, 45 luôn nha cả nhà. Em này là màu cam. Màu cam này hiện tại mùa hè mọi người chạy màu cam là bao nổi bật luôn nhé, bao nổi bật luôn. Màu cam báo đốm này, cam báo đốm. Đó, tất cả những màu sơn 3D cho em mọi người sẽ được bảo hành trong vòng 1 năm nhé cả nhà, bảo hành 1 năm. Rồi, em này là màu trắng nhá, màu trắng cam, màu trắng phối cam, rồi xanh tím titan này, rồi tím iPhone, có đầy đủ tất cả các màu luôn ha cả nhà. Ngoài những màu này ra thì em còn thêm nhiều màu nữa. Thì anh chị em muốn xem thêm màu cứ mạnh dạn nhắn trực tiếp qua cho em nha. Và hiện tại cửa hàng của em đang làm việc là nằm tại khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Nếu như mà anh chị em ở những khu vực lân cận ở Bình Dương này thì mọi người có thể nhắn trực tiếp qua Zalo cho em để em hỗ trợ gửi vị trí cho mọi người tới cửa hàng dễ hơn nhé. Và anh chị em mình có thể không đi theo vị trí được. Mọi người biết những nơi như là khu du lịch Đại Nam này, ngã tư Sở Sao, cổng Mỹ Phước 3, những nơi đó mọi người cứ tới rồi gọi cho em sẽ hỗ trợ đi ra tận nơi đó rước mọi người vô cửa hàng để mua xe nha. Và em sẽ kết thúc video Satria Rider này tại đây thôi ha cả nhà. Nếu như mà anh chị em mình muốn biết thì chi tiết thêm những dòng nào nữa thì mình hãy cứ alo cho em nha. Bye bye mọi người nha.